xin chào anh chị em bạn gì, mọi người với video clip của mình ngày hôm nay ở nhà chán quá nên là lại làm. Hôm nay thì mình sẽ làm một món có tên là Pad Thai, một món ăn rất là nổi tiếng của Thái Lan và mình cũng rất là thích món đấy. Mình cảm thấy món này rất là dễ ăn và cũng như là dễ nấu nữa. Ngày hôm nay thì mình sẽ có Pad Thai. Tất nhiên là cái này là cái kiểu thể loại bánh đa rồi, mua của Thái Test ở Sainsbury. Nó có hai loại cơ, một là do Sainsbury tự sản xuất, cái siêu thị đấy tự làm, và một cái thứ hai là kiểu họ nhập từ Thái về. Thì mình nghĩ là có một cái chữ gọi là real Thái ở đây ấy, mình hy vọng rằng là nó là Thái thật. Hai nữa không thể thiếu đó chính là hành. Cái hành này nó khác với cái hành ở Việt Nam dã man. Cái hành ở bên này mọi người nhìn này, trông nó vừa to, nó vừa thô, kiểu trông nó còn kiểu trông nó bị kỳ ấy, trông nó kỳ vãi. Tiếp là đến là tôm. Tôm ở đây thì mình đã mua 2 pack tôm, mỗi pack tôm thì là 140g, tổng lại thì là 280g để nấu Pad Thai đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Thật ra cái này đó là kiểu nấu mì Ý à. Ừ, nhưng mà kệ đi, mình dùng làm Pad Thai cũng được. Mình tự sáng tạo thêm một vài cái nữa, đó chính là cái này. Thanh cua. Thanh cua hồi ở Việt Nam ấy, thấy kiểu thanh cua đắt dã man luôn. Nhưng mà sang bên này thì thanh cua khá là rẻ. Đó, chúng ta sẽ không thể thiếu được là hương vị Thái. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái gói này, cái gói hương vị của Thái Lan. Cái này họ cũng nhập từ Thái về nên là có tiếng Thái đằng sau á. Chả biết ngon không nhưng mà thôi cứ thử cái này trước. Nếu như mà ngon thì ok, còn nếu mà lần sau không ngon thì mình sẽ tự chế sốt. Còn ngày hôm nay mình cũng mua được một cái tương ngọt của Thái Lan đây, để cho thêm vào ăn cho ngon. Và nhớ là đừng quên ăn rau nha. Cái rau này mua ở bên này đắt lắm mọi người ơi. Cái rau cải chip á, mua ở bên này đắt dã man. Đấy, đắt sắp ra miếng. Ok, bây giờ cùng làm nhá. Đầu tiên chúng mình cần phải xử lý cái đống hành to bự kia đã. Hãy cùng thái nhỏ ra trước nhá. Sau đó thì mình sẽ sử dụng 3 lát thịt gà. Mọi người có thể thấy là thịt gà khá là tươi đúng không? Mình sẽ cắt nhỏ vừa ăn đã nhá. Còn đây là cái món mà mình ưa thích nhất, chính là thanh cua. Trời ơi, trông các em ấy béo ngậy không cơ chứ. Đây là thịt gà này, đây là tôm này, đây là hành, đây là một chút lạc và đây một chút thanh cua. Và tất nhiên là không thể thiếu Pad Thai rồi. Chúng mình cùng làm. Đầu tiên thì mình đun sôi nước để có thể trần được cái bánh đa để làm cái món ăn này mọi người ạ. Chúng ta sẽ đặt 10 phút nha. Sau 10 phút đun thì bây giờ cái bánh đa để làm món này của chúng ta được rồi. Mọi người chắt nước ra nhé. Đổ một chút dầu lên chảo, rồi sau đó cho các em này vào, rồi đảo đều tay. Và trộn với cả cái hỗn hợp mà vừa nãy mọi người đã xào rồi, là hỗn hợp tôm với cả gà ấy. Mình đã xong món Pad Thai rồi nè mọi người. Ăn này mọi người ạ. Bây giờ sẽ cùng thử với mình nhé. Nữa. Mình cảm giác như kiểu là nó đang hơi nó ngon, nó vừa miệng, nó không bị mặn quá, nó không bị chua quá. Nhưng mà mình thì thích ăn chua hơn nên có thể là mình hơi thiếu chua. Cái sốt này mình mua nó hơi bị thiếu chua đấy mọi người. Không sao, mình lại có cái này, ổn nhá. Hơi nhiều. Mình đã cho một chút sốt tương ngọt rồi. Ngon quá mọi người ơi. Thử một miếng xem nhá. Chuẩn luôn, chuẩn bài luôn.
đúng là cho cái sốt này ăn ngon hơn à. Và đó là hết clip rồi, hy vọng rằng mọi người sẽ thích clip này. Bye bye. Bây giờ thì mình phải chén tiếp đây. Ngon quá.